Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Những tin chính sẽ phát trong chương trình. Các đồng chí lãnh đạo thăm tặng quà nhân hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thao giảng lớp giảng viên lý luận cụm 3. Hội nghị Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện kỳ tháng 7 năm 2015. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh do đồng chí Trần Quang Đàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức đi thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn có các sở ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Bí thư huyện ủy, Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện, các đồng chí lãnh đạo các xã Minh Sơn, Ngọc Khê và thị trấn Ngọc Lặc. Thăm tặng quà tại huyện Ngọc Lặc, đoàn của tỉnh và huyện đã trao các suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mai, xã Ngọc Khê, Võ Thị Nữ, mẹ liệt sĩ thị trấn Ngọc Lặc, thương binh Phạm Hùng Thanh và bệnh binh Lương Đình Huyến, xã Minh Sơn, ông Phạm Hữu Bôi vì nhiễm chất độc hóa học, xã Ngọc Khê. Đến thăm tặng quà và trực tiếp thăm hỏi những gia đình chính sách, các đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Bí thư huyện ủy Ngọc Lặc đã ân cần thăm hỏi, sức khỏe, động viên chia sẻ với những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của các đối tượng. Các đồng chí bày tỏ mong muốn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, các đối tượng chính sách luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục động viên con cháu vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Các đồng chí khẳng định chính sách của Đảng, Nhà nước ta và đạo lý của dân tộc luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước được ghi trong pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thao giảng lớp giảng viên lý luận chính trị cụm 3 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Lặc. Dự tại buổi lễ khai mạc có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Lê Gia Kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng huyện ủy, các giảng viên kiêm chức và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc, Như Xuân. Tham gia thao giảng giảng viên lý luận cụm 3 gồm các đồng chí giảng viên kiêm chức của ba huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc, Như Xuân. Các đồng chí sẽ thao giảng các bài học trong giáo trình bồi dưỡng lý luận cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Thông qua nội dung thao giảng nhằm đánh giá chất lượng giảng viên kiêm chức trong toàn tỉnh và đồng thời nâng cao nghiệp vụ trong giảng dạy lý luận chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, các đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Sa Kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thao giảng và các đồng chí mong muốn các thành viên tham gia nỗ lực cố gắng để đạt kết quả cao nhất. Cũng nhân dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức bồi dưỡng lý luận cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở gồm 65 học viên tham gia. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị Ủy viên Ủy ban Thường kỳ tháng 7 năm 2015. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện và đại biểu mời đã được nghe Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện trình bày báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 năm 2015. Báo cáo đã nhấn mạnh công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện và tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 7 năm 2015. Sau khi nghe báo cáo trên, tinh thần gợi ý thảo luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung chủ yếu như tình hình gieo cấy vụ mùa, công tác phòng chống lụt bão, công tác xây dựng nông thôn mới, việc tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, tiến độ các dự án đã khởi công năm 2015, công tác vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác tài chính, văn hóa xã hội, an sinh xã hội và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và một số nội dung quan trọng khác.
Sau một thời gian làm việc trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chỉ rõ những kết quả làm việc, nguyên nhân tồn tại của các vấn đề nêu trên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện kết luận hội nghị, một lần nữa khẳng định các đại biểu đã tập trung cao độ đưa ra các giải pháp thiết thực vào những nội dung đã đưa ra tại hội nghị, với mục đích giải quyết ngay những vấn đề trước mắt để đảm bảo đạt kết quả trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện trong tháng 7 và những tháng tiếp theo của năm 2015. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đưa ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể cần thực hiện ngay cũng như các vấn đề trước mắt cần phải làm và đề nghị các ngành nghiêm túc thực hiện đạt kết quả cao nhất. Tối ngày 20 tháng 7 năm 2015 tại xã Minh Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc đã tổ chức buổi giao lưu văn nghệ tuyên truyền phổ biến pháp luật và trật tự an toàn giao thông. Đến dự tại buổi lễ có đồng chí Đỗ Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc. Với hình thức sân khấu hóa lồng ghép giao lưu văn nghệ với các câu hỏi đáp về kiến thức pháp luật, buổi giao lưu đã thu hút đông đảo nhân dân theo dõi và tham gia trả lời các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được ban tổ chức tặng quà là một chiếc mũ bảo hiểm nhằm động viên cũng như nâng cao ý thức cho nhân dân chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để đảm bảo tính mạng bản thân. Thông qua buổi giao lưu, nhân dân sẽ được nâng cao nhận thức về pháp luật và đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các loại hình tội phạm trộm cắp tài sản, trộm cắp xe máy, giết người cướp của và có ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao văn hóa giao thông. Đây là hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015-2016, sáng ngày 19 tháng 7 năm 2015, đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các hội đồng thi. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện còn có các thành viên trong ban chỉ đạo thi cấp huyện. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015-2016 sẽ được diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2015, gồm 3 môn thi toán, ngữ văn, tính điểm hệ số 2 và tiếng Anh tính điểm hệ số 1. Có 51 phòng thi với 1.194 trên 1.134 chỉ tiêu tuyển sinh và 3 hội đồng thi tại các trường Trung học Phổ thông Ngọc Lặc, Trung học Phổ thông Lê Lai và Trung học Phổ thông Bắc Sơn, huyện Ngọc Lặc. Đến thời điểm kiểm tra, hầu hết các trường Trung học Phổ thông nơi đặt hội đồng thi đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất đúng quy cách. Ngoài việc bố trí đủ số phòng thi chính thức tại các hội đồng thi, bố trí các phòng thi dự phòng theo quy định của các điểm đặt tại hội đồng thi. Bố trí đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho các hội đồng thi làm việc, phòng làm việc của chủ tịch, các phó chủ tịch, thanh tra, cắm chốt, công an bảo vệ, vòng trong tại các điểm thi. Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2015, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ bưu điện cho các dịch vụ viên của 13 bưu điện các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thường Xuân và Như Xuân. Tại lớp tập huấn, các dịch vụ viên được tiếp thu kỹ năng giao tiếp với các khách hàng của giao dịch viên bưu điện trong thời kỳ mở cửa, thực hiện làm việc theo hướng chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm công việc, lịch sự nhẹ nhàng, niềm nở, tôn trọng khách hàng, từ đó tạo hình ảnh, thương hiệu trong ngành bưu điện. Cũng tại lớp tập huấn, các dịch vụ viên được triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền tiêu dùng và huy động vốn. Quý vị và các bạn thân mến, tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.